Rồi, chào. Hi. Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ thôi vậy con. Do một nhiều người, rất là nhiều người không biết được kích thước của YoYo, nên hôm nay mình sẽ dùng thước đo và dùng cân để cân lại cân nặng của YoYo và chiều cao của YoYo cho mọi người biết kích thước của YoYo và cho mọi người biết tuổi của YoYo bây giờ. Cân nặng trước nha. Rồi, con đây. Đây đây kia. Quay qua đây. Rồi. Đó là 2,7 kg mọi người ạ. 2,7 kg mọi người ạ. Bây giờ mình lấy thước. Lấy đây này. Lấy đây cho bạn. Đây này. Rồi đưa đây. Đó. Để đo chiều cao. Đứng lên, con đứng lên. Quay sau. Rồi tới. Rồi. Nhìn. YoYo cao 52 cm mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đo vòng eo cho YoYo mọi người ạ. YoYo khoảng 22 cm mọi người ạ. Vô lớn nên là mình cho vô 2 hộp sữa mọi người. YoYo thì YoYo là 1 tuổi rồi mọi người ạ. Cũng nhanh dữ. Rồi. Đấy như làm gì? Rồi. Đi ra.
năm ba miếng. Cảm ơn mọi người đã xem video.